Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ hai, ngày 10 tháng 7 năm 2023. Bây giờ là 12 giờ. Hiện tại phía trước màn hình của quý vị và các bạn đó là đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ thành phố Thủ Đức đi về bên hầm Thủ Thiêm, hầm vượt sông Sài Gòn, trung tâm quận 1 Sài Gòn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình ở tại Thủ Thiêm ngày xưa, ngày nay là thành phố Thủ Đức. Hôm nay chúng ta đi cập nhật một số vị trí ở tại Thủ Thiêm, đặc biệt là khu tái định cư Bình Khánh, Thủ Thiêm. Thời tiết tại Sài Gòn trong ngày hôm nay tương đối nắng, nhiệt độ khoảng tầm 33 độ C thôi. Và con đường Mai Chí Thọ rộng thênh thang với nhiều làn xe. Song song với đại lộ Mai Chí Thọ, đại lộ Phạm Văn Đồng, đại lộ Võ Văn Kiệt, rồi xa lộ Hà Nội là một trong những con đường vành đai rất rộng lớn, góp phần giải tỏa được lượng xe vào trung tâm Sài Gòn. Hôm nay Tường Vũ Channel kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đi vòng quanh lang thang ở tại thành phố Thủ Đức để nhìn ngắm hàng ngàn căn hộ tái định cư bỏ hoang giữa khu đất vàng Thủ Thiêm ngày xưa. Phải nói rằng hàng ngàn căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức ngày nay đã gây ra một cái sự lãng phí và một cái nỗi xót xa. Bởi vì có những người không có nhà ở phải sống chật vật ở những khu nhà thuê chật chội ở trong lòng thành phố, cũng như là sống lui thủi ở ngoài đường. Tuy nhiên thì khu tái định cư rất đẹp, vị trí tuyệt vời, nằm ngay trục đường đại lộ Mai Chí Thọ, nhưng mà cũng đã bỏ hoang hàng chục năm nay. Khi mà chúng ta nhìn ngắm ở trong khu tái định cư này thì chúng ta ngước nhìn về những người sống ở ngoài đường phố, đặc biệt là những người không có nhà ở, những người sống ở vùng ven kênh rạch, phải nói thực sự rất lãng phí tài chánh của nhà nước. Khu tái định cư Bình Khánh có diện tích 38,4 ha, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm và xây dựng từ năm 2013. Hoàn thành vào năm 2015, kính thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để cập nhật tình hình như thế nào nha. Phải nói sau khi chúng ta qua khỏi hầm Thủ Thiêm thì cảm nhận được một cái không khí rất là thông thoáng, bớt ô nhiễm và giảm được cái tiếng ồn. Mình sẽ rẽ tay phải để vào con đường Lưu Đình Lễ này. Trong đây thì ngoài khu tái định cư Bình Khánh thì còn rất nhiều căn hộ chung cư khá là đẹp. Nhiều căn hộ ở đây cũng có giá rất là đắt đỏ nha quý vị. À, chúng ta bước vào đây là quang cảnh nè, quang cảnh ở phía bên tay phải hướng ra đại lộ Mai Chí Thọ này quý vị, thấy không? Vùng đất Thủ Thiêm đẹp, rộng, thông thoáng. Thật ra thì khu tái định cư Bình Khánh này cũng rất là tuyệt vời. Đường quy hoạch rất là rộng, đẹp luôn đó quý vị. Nhưng mà phải nói là nhìn nó rất là thê thảm, tê tua, tơi tả luôn. Cũng có dân ở nhưng mà sao thấy nó rất là hỏng hiu, nó vắng lắm quý vị. Nhìn nó buồn gì đâu là buồn luôn á.
thiết kế quy hoạch đầy đủ hết quý vị. Đó, mình sẽ đi cái hướng vòng vòng trong khu này trước nha cô chú anh chị và các bạn. Hơn 3.700 căn hộ tái định cư ở đây. Wow. Thành phố cũng đã lên chương trình bán đấu giá nhiều năm nhưng mà hình như vẫn chưa thể nào thực hiện được cái chương trình bán đấu giá này quý vị. Bỏ trống rất là lãng phí nè ha. Quá là nhiều căn hộ. Wow. Với những căn hộ này mà không có ở quý vị thì nó sẽ xuống cấp rất là nhanh luôn nha. Nó hư hết, xuống cấp rất nhanh luôn. Phải nói từ khi mà khánh thành khu tái định cư Bình Khánh cho đến ngày hôm nay cũng đã trải qua hơn 10 năm rồi. Nhưng mà bên trong thì hàng ngàn căn hộ ở đây vẫn đóng cửa, kín cổng, cao tường, then cài, không có người ở quý vị. Chắc chắn thì các cái hệ thống ở bên trong này sẽ xuống cấp thôi, theo thời gian. Phải nói theo báo cáo kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng mua nhà đất phục vụ việc tái định cư của thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là năm 2016 cho đến giờ thì mới chỉ thực hiện được có khoảng hơn 6.000 căn hộ thôi. Trong khi đó tổng số tới 12.500 căn hộ nhưng mà chưa thể nào. Ở đây có trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa này quý vị, cơ sở 2. Không gian nhìn nó rất là hoang vắng và xuống cấp nghiêm trọng luôn. Hàng ngàn căn hộ bỏ hoang lác đác, chỉ có một số ít căn hộ người ở thôi. Thật sự quá lãng phí, kính thưa quý vị. Người thì không có nhà ở, sống chen chúc, thuê một căn nhà trọ chật hẹp 10 đến 12 mét vuông ở tại trung tâm Sài Gòn để sinh sống. Còn ở đây thì phải nói là hoang phí, bỏ trống hàng ngàn căn hộ ở đây luôn. Các cầu thang nó bị xuống cấp nghiêm trọng luôn á, choáng ngợp luôn quý vị. Ở đây có trường đồ, quy hoạch đồ ok quý vị. Bên tay phải có trường chuyên Đại Nghĩa nè. Bên tay trái thì trường tiểu học An Khánh nè quý vị. Đó, trường tiểu học An Khánh ha. Thật sự quá lãng phí và
quá tiếc cho một cái khu tái định cư Bình Khánh rộng lớn, bao la, đẹp mà không hiểu vì sao không có cư dân ở sinh sống ở đây quý vị. Cô chú anh chị và các bạn thấy không, cơ sở vật chất đầy đủ hết, trường học, dịch vụ đều có hết, không gian thông thoáng đẹp. Trời ơi, nhìn có vẻ nó hoang mang, nó nhìn có vẻ nó tối tăm mà sao nó. Ô trời ơi, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 luôn quý vị. Khu này đợt mà dịch bệnh Covid-19 thì trở thành là bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid số 8. Ở đây là thuộc khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, kính thưa quý vị. Bên trong thì đóng cửa im lìm. Lãng phí quá đi thôi. Wow. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Và đó là khu này rộng thênh thang bát ngát, kính thưa quý vị. Bỏ trống bỏ hoang quá trời nè. Tê tái, héo úa, xót xa, lãng phí. Ô trời ơi, càng khổ vậy. Thấy cô chú chị và bạn thấy không? Giờ tìm cái giải pháp nào để mà giải thoát được những cái căn hộ ở đây quý vị. Hàng ngàn căn hộ nơi đây. Thời gian bỏ lâu không có người sinh sống, nó bị xuống cấp nghiêm trọng luôn. Quá là nghiêm trọng. Phải nói là đường xá ở đây người ta đã quy hoạch rộng lớn luôn á cô chú anh chị và các bạn. Khu này vì không có ở bỏ hoang cho nên là thành phố lấy làm bệnh viện dã chiến điều trị thu dung số 8 và tại khu tái định cư Bình Chánh,
tái định cư. Ok. Tê tái quý vị, thấy không? Ở đây mình đi thẳng ra đường Lương Đình Của luôn. Phía trước màn hình của quý vị và các bạn đó là đường Lương Đình Của ở tại thành phố Thủ Đức, phường Bình Khánh, quận 2 quý vị. Đó, hôm nay mình đi cập nhật một số hình ảnh như vậy thôi để gửi đến cho quý vị và các bạn. Hôm nay cập nhật một số hình ảnh như vậy thôi để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thấy được cái khu tái định cư lớn và đẹp. Viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11. Wow. Khu này nhớ lại thời dịch bệnh COVID-19 thì phải nói là lạnh người luôn. Vào khu này cảm thấy lạnh người luôn quý vị, đứng từ xa mà cũng thấy bệnh luôn rồi. Bây giờ không biết làm sao để mà giải quyết được những cái căn hộ ở tại khu tái định cư Bình Khánh này. Nhìn nó thê thảm, nó xuống cấp, lãng phí. Không biết dùng từ gì để mô tả hết được cái sự lãng phí ở nơi đây. Quá rộng, quá lớn, quá lãng phí. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.